Thưa quý vị, vào giữa tuần này thì UEFA Champions League sẽ trở lại với các trận đấu ở lượt trận thứ tư. Một trong những trận đấu quan tâm nhất đó chính là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Liverpool và Leverkusen. Đây là một trong những trận đấu vô cùng hấp dẫn và chúng ta đều được chứng kiến trong quãng thời gian vừa qua, cả hai đội đang có những phong độ trái ngược nhau. Chuyến làm khách trên sân Anfield sẽ mang tới nhiều cảm xúc cho huấn luyện viên Xabi Alonso khi ông từng thi đấu tại đây và rất được yêu mến, thậm chí đã từng được Liverpool liên hệ để kế nhiệm Jurgen Klopp. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha không trở lại Anfield chỉ để hoài niệm, mà còn phải giúp Bayer Leverkusen giành chiến thắng, qua đó cải thiện chuỗi trận với phong độ thiếu ổn định trong thời gian qua. Đội chủ sân Bayer Arena không biến động nhiều về nhân sự mùa này, nhưng hàng tấn công đã không còn quá sắc bén, trong khi hàng phòng ngự đã mắc nhiều sai lầm hơn. Ở phía đối diện, Liverpool đang có phong độ rất cao với 10 chiến thắng trong 11 trận gần nhất. Tuy nhiên, ở trận đấu tới, huấn luyện viên Arne Slot có thể sẽ không dám mạo hiểm sử dụng Ibrahima Konate khi trung vệ người Pháp đã bị chấn thương tay trong màn so tài với Brighton cuối tuần trước. Bên cạnh đó, Diogo Jota, Federico Chiesa và Harvey Elliott cũng chưa thể trở lại khi đang gặp những chấn thương khác nhau. Trận đấu nhận được nhiều sự quan tâm nhất của Champions League diễn ra rạng sáng ngày mai sẽ là diễn ra trên sân Bernabeu, nơi mà câu lạc bộ Real Madrid và AC Milan sẽ có cuộc đối đầu với nhau. Hai đội bóng sở hữu tới 22 chiếc vô địch châu Âu, thế nhưng hiện tại đang gặp không ít những vấn đề. Real Madrid không phải thi đấu cuối tuần qua do màn so tài giữa họ và Valencia bị hoãn. Hiện tại họ đã bị Barcelona bỏ cách tới 9 điểm ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Trong suốt một tuần qua, thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti chủ yếu tập luyện ở trung tâm Valdebebas. Một trong những cầu thủ Real Madrid nhận được sự quan tâm nhất là Vinicius Junior khi anh vừa bị Rodri vượt qua trong cuộc đua danh hiệu quả bóng vàng. Việc được chơi trên sân nhà cũng là một lợi thế cho đội đương kim vô địch Champions League khi mà họ chỉ thua một trong 20 trận gần nhất. Hiện tại, đội chủ sân Bernabeu đang xếp thứ 12 tại vòng bảng Champions League, vị trí mà họ chắc chắn không thể hài lòng. Bên phía đối diện, câu lạc bộ AC Milan dù mới vượt qua Monza cuối tuần qua giải vô địch quốc gia Italia, nhưng đó là một chiến thắng không thật sự thuyết phục khi mà hàng tấn công của đội bóng này vẫn đang có phong độ đi xuống. AC Milan là đội đã giành chiến thắng ở lần gần nhất gặp Real Madrid, nhưng đó là trận giao hữu tại Mỹ mùa hè năm nay khi hai đội đều không có được lực lượng mạnh nhất. Một trong những vấn đề mà câu lạc bộ Real Madrid đang phải đối mặt đó chính là tình trạng dư thừa các ngôi sao. Một vấn đề mà không phải đội bóng nào cũng được trải qua như Real Madrid. Một đội bóng có quá nhiều ngôi sao thì sẽ dẫn đến những nguy cơ dành cho huấn luyện viên. Theo Chí Tây Nha, đã có ý kiến khác nhau cho nội bộ ban lãnh đạo Real Madrid về tương lai của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Những vấn đề như việc ông không để cho hai tài năng trẻ là Arda Güler và Endrick phát triển đúng hướng, hay khiến cho Jude Bellingham không còn thi đấu bùng nổ như mùa trước lại được đưa ra. Việc chia tay với Toni Kroos và Federico Valverde chưa thể hiện được khả năng thay thế cựu thủ người Đức cũng là một nguyên nhân khiến Real Madrid sa sút. Bên cạnh đó, chấn thương của các trụ cột vào lịch thi đấu quá dày đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của mỗi cầu thủ. Huấn luyện viên Ancelotti cũng hiểu điều đó, nhưng ngay lúc này chưa thể khắc phục. Theo nhiều chuyên gia, phía Real Madrid đang dần tìm kiếm những cái tên có thể thay thế huấn luyện viên Ancelotti trong tương lai, trong đó đáng chú ý là Xabi Alonso. Nhà cầm quân 65 tuổi vẫn sẽ tiếp tục công việc, nhưng sẽ dần chuyển sang vai trò đại sứ của câu lạc bộ trong thời gian tới. Thưa quý vị, vòng 6 V-League đã khép lại với rất nhiều những diễn biến khó lường với việc ngôi đầu trên bảng xếp hạng đã đổi chủ. Thế nhưng vị trí dẫn đầu trong danh sách vua phá lưới thì không, với việc Tiến Linh và Leo Arthur tiếp tục cạnh tranh quyết liệt. Cuộc đua vua phá lưới V-League lâu nay là chuyện riêng của những ngoại bình. Trong số 21 mùa giải tính từ năm 2003 đến nay, có tới 20 mùa tiền đạo ngoại dẫn đầu danh sách ghi bàn. Tuy nhiên, ở mùa giải này, những nội binh có thể lấy lại chỗ đứng của mình trong cuộc đua bàn thắng với việc Nguyễn Tiến Linh đã vươn lên mạnh mẽ. Chân sút của BKMX Bình Dương ghi được 2 bàn thắng trong chiến thắng 4-1 trước Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 6. Qua đó giúp anh cán mốc 6 bàn sau 6 trận đấu và chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới với Leo Arthur của câu lạc bộ Công an Hà Nội với cùng số pha lập công. Vòng 6 cũng chứng kiến Leo Arthur tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp bàn thắng vào lưới SHB Đà Nẵng. Những vị trí tiếp theo thuộc về Lucao của câu lạc bộ Hải Phòng với 4 bàn, Meric Setano của SHB Đà Nẵng và Giovane của Hồn Minh Hà Tĩnh xếp ngay sau với cùng 3 bàn thắng. Nhìn vào danh sách này, có thể thấy sự thăng hoa của những tiền đạo ngoại và việc Tiến Linh là chân sút nội duy nhất và cũng ở vị trí dẫn đầu là một tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam, nhất là khi AFF Cup vào tháng 12 đang tới gần. Sau 6 vòng, câu lạc bộ Công an Hà Nội dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 11 điểm.
bằng điểm với Đông Á Thanh Hóa và Thể Công Viettel, nhưng xếp trên do hơn về chỉ số phụ. Khoảng cách giữa nhóm đầu và 3 đội bám đuổi chỉ là 1 điểm. Trong khi đó, ở nhóm cuối bảng, câu lạc bộ SCB Đà Nẵng và câu lạc bộ Hải Phòng có cùng 3 điểm. Xếp trên lần lượt là Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Quảng Nam. Với câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa thì đây là một giải mà họ đã có những bước khởi đầu không thực sự suôn sẻ, bởi vì sau thất bại ở trận tranh siêu cúp là một thất bại nữa ở trận đấu ra quân tại mùa giải V-League năm nay. Tuy nhiên thì càng thi đấu, đội bóng do huấn luyện viên đầy cá tính Veliza Popov dẫn dắt lại càng cho thấy bản lĩnh và sự lì lợm của mình. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và huấn luyện viên Veliza Popov. Cú đúp danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất và huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 10 chính là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực của tập thể câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và của huấn luyện viên Veliza Popov trong những vòng đấu vừa qua của V-League. Sau khởi đầu không như mong muốn, đội bóng này đã duy trì thành tích bất bại từ vòng 2 tới nay khi thắng tới 3 và hòa 2 trận. Chúng tôi đã liên tiếp gặp những đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Họ đều có một dàn nội binh rất tốt và ngoại binh cũng rất ấn tượng. Đó là những gì mà đội chúng tôi không có. Nhưng tôi hài lòng với những gì mà các học trò đã thể hiện ở các trận đấu đã qua. Các cầu thủ ngoại của tôi đã làm tốt phần việc của họ, trong khi các cầu thủ nội cũng đã cho thấy họ là những người đàn ông Việt Nam thực thụ với sự quyết tâm cùng ý chí quật cường. Không chỉ thăng hoa ở giải quốc nội, Đông Á Thanh Hóa còn cho thấy họ là một đội bóng đáng gờm trong lần đầu tiên tham dự giải vô địch Đông Nam Á khi bất bại sau hai vòng đấu đầu tiên của bảng A. Rõ ràng sau hai mùa liên tiếp giành được cúp quốc gia, thầy trò viên Popov đang có được sự tự tin cần thiết để hướng đến vị trí tốt hơn tại giải vô địch quốc gia và nuôi giấc mơ bay xa tại đấu trường khu vực với sự quyết tâm của dàn cầu thủ không có những ngôi sao nổi bật. Đội bóng bận rộn nhất tại V-League vào lúc này chính là câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đang phải thi đấu hai đấu trường cùng một lúc là V-League và AFC Champions League 2. Đại diện của Việt Nam đang có được lợi thế lớn khi vượt qua vòng đấu bảng. Vào thứ tư tuần này, câu lạc bộ Nam Định sẽ tiếp đón đối thủ là đội bóng Tampa Bay Rovers. Hai đội đã hòa nhau với tỷ số 3 đều trong trận đấu lượt đi diễn ra tại Singapore. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt xếp thứ 2 tại bảng G với 5 điểm, kém đội đầu bảng Bangkok United 2 điểm và hơn chính Tampa Bay Rovers 1 điểm. Ở hai lượt trận tiếp theo, câu lạc bộ Nam Định được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường. Nếu giành trọn 6 điểm từ những trận đấu này, đại diện của bóng đá Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả ở lượt trận cuối gặp Bangkok United. Lợi thế sân nhà không chỉ giúp câu lạc bộ Nam Định có thêm động lực từ khán giả mà còn giảm bớt khó khăn về mặt di chuyển, tạo điều kiện để các cầu thủ có thêm thời gian hồi phục thể lực. Tinh thần của đội bóng đang lên cao sau chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Hải Phòng tại vòng 6 V-League. Rất nhiều lợi thế dành cho thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt để hiện thực hóa mục tiêu giành quyền vào vòng 1/8. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua thì đội tuyển Futsal Việt Nam đã bước vào lượt trận thứ 2 tại giải Futsal vô địch Đông Nam Á 2024. Đối thủ của chúng ta đó chính là đội tuyển Futsal Malaysia. Đây là trận đấu rất quan trọng đối với hai đội tuyển, bởi nếu đội nào giành được chiến thắng thì đội đó sẽ mở toang cơ hội vào bán kết. Ở hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển Malaysia chơi tốt hơn với những cơ hội ăn bàn rõ ràng hơn. Tuy nhiên, với những điều chỉnh trong hiệp 2, huấn luyện viên Diego Josoji đã phát huy hiệu quả. Phút 26, một cầu thủ đẩy bóng chạm tay trong vòng cấm, Minh Quang đã mở tỷ số trọng cho trận đấu trên chấm phạt đền. Sau đó hơn 5 phút, lại tận dụng một pha mất bóng bên phần sân đối thủ, Thịnh Phát dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt. Những phút cuối, tuyển Futsal Việt Nam thi đấu lăn xả trước đối thủ chơi power play của Malaysia. Giành chiến thắng 2-0, đội tuyển Futsal Việt Nam có thêm 3 điểm. Dù có cùng 6 điểm như Thái Lan, nhưng đứng thứ hai vì thua về hiệu số. Timor-Leste và Brunei vẫn chưa có điểm nào. Hôm nay, học trò của huấn luyện viên Josoji sẽ gặp đội tuyển Brunei và dự đoán chúng ta sẽ dễ dàng có thêm 3 điểm nữa. Tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia thì đội bóng chuyền Nam Biên Phòng luôn là một trong những ứng viên cho chức vô địch. Năm ngoái chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi thì họ đã bước lên bục cao nhất. Và mùa giải năm nay họ đang có một sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Lợi thế của Biên Phòng là họ sở hữu đến 5 tuyển thủ quốc gia trong đội hình ở các vị trí chuyền 2 Đinh Văn Duy, đối chuyền Phạm Văn Hiệp, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân và phụ công Trương Thế Khải, Trần Duy Tuyến. Với đội hình này, Biên Phòng vào chung kết mùa giải năm ngoái, vô địch Cúp Hùng Vương 2024
và đang dẫn đầu sau giai đoạn 1. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đội bóng cũng đang có những khó khăn nhất định khi chưa tìm được ngoại binh và vị trí của chuyền 2 Đinh Văn Duy mới bình phục sau chấn thương. Trong cái thời gian qua chúng tôi cũng rất là lo. Cái thứ nhất là Duy là một trong những cái thực ra cái trụ cột của đội. Và cái chấn thương của Duy thì cũng đang chúng tôi cũng đang cố gắng là tích cực kết hợp với bác sĩ để làm sao cho Duy hồi phục nhanh nhất. Thì hiện nay thì cái tiến triển cũng tương đối là tốt. Và hiện nay Duy cũng đã tập nhẹ được rồi. Ngoài cái nội binh thì chúng tôi cũng chuẩn bị cái cầu thủ ngoại để làm sao tìm một cái đang giáo diết chuẩn bị tìm một cái cầu thủ ngoại cho làm sao phù hợp với cái lối chơi của đội. Từ nay đến vòng 2 giải vô địch quốc gia nội dung của nam chỉ còn gần 1 tháng. Câu lạc bộ Biên Phòng đã di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh tập luyện và chờ đợi ngoại binh để lắp ghép đội hình. Cơ hội để đội bóng của huấn luyện viên Trần Đình Tiền lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay vẫn đang rộng mở. Vấn đề là họ có tận dụng được cơ hội hay không mà thôi. Câu lạc bộ Công an Hà Nội tạo ra một bước nhảy ấn tượng tới 7 bậc trên bảng xếp hạng để vươn lên dẫn đầu.